Hello, lại gặp lại tất cả các tình yêu trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người về cái lăn nách. Hiện tại là lăn nách em giới thiệu là rất là nhiều mẫu rồi đúng mọi người, nhưng mà chưa có một dòng sản phẩm lăn nách nào dành cho nam mà kiểu như là hơi xịn xịn và nó hơi chất lượng một tí. Thì ngày hôm nay em lại lên một cái clip là giới thiệu về cái dòng sản phẩm lăn nách dành cho nam và kể cả nữ. Những ai thích cái mùi hương, những ai thích cá tính, những ai thích sự mạnh mẽ thì đều có thể sử dụng. Đó là dòng sản phẩm có tên gọi là Old Style. Đây là dòng sản phẩm có tên gọi là Old Spy nha mọi người. Dòng sản phẩm này là một dòng sản phẩm lăn nách của Mỹ và có khả năng khử mùi lên đến 48 giờ đồng hồ. Dòng sản phẩm này á, khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ đem tới một cái làn da nách rất là trắng, rất là tự nhiên và không để lại những cái vệt sáp, không làm ố vàng trên quần áo, luôn có một cái cảm giác là tự tin và sẽ rất là nhiều thành công. Đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm lăn nách này có là một cái dạng, nó là một cái dạng sáp màu xanh, không chứa những cái chất gây hại như là ammonium, chứa các thành phần diệt khuẩn như là glycol và gây những cái mùi khó chịu, nó sẽ được diệt loại hoàn toàn. Trải nghiệm ba mùi hương nam tính và đặc trưng của nó sẽ được hòa quyện vào trong một cái cục sáp này. Và cái thành phần nó là gồm có Buzzbox, là sự kết hợp chanh tươi và bạc hà mang đến hương thơm sảng khoái, năng động và bứt phá mọi giới hạn. Thành phần thứ hai đó là Spray, là sự kết hợp cam quýt và lá cây mang đến một cái hương thơm tự tin và tràn đầy sức sống. Và thành phần cuối cùng có tên gọi là Oregano, là sự kết hợp giữa cam quýt, là đinh hương và cây nhựa thơm, mang đến một mùi hương thơm truyền thống, đơn giản và bứt phá theo thời gian. Sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ mua về, mở cái nắp này ra. Và tiếp theo chúng ta sẽ mở cái nắp ở trong này. Đó, đây là cái nắp mà để cho cục sáp này đập bám vào bên trong, nó không bị xuất ra bên ngoài, cũng như là nó sẽ định hình về cái sáp này luôn, để cho nó không bị kiểu rớt ra rớt vô mọi người. Khi chúng ta sử dụng rất là đơn giản, chúng ta sẽ vặn cái em này lên. Chúng ta sẽ vặn cái em này lên nè, thì sáp nó tự động nè, nó lòi lên nè. Mọi người thấy ở trong màu xanh không? Xanh biển nha, xanh sự cá tính, sự mạnh mẽ. Đó, thì em sáp này á, cái mùi hương thơm rất là đặc biệt luôn. Nó kiểu như nó hơi men men một tí nè. Rồi cái mùi hương thơm bạc hà nè, mùi hương thơm rất là chanh, mùi chanh đấy mọi người. Mùi chanh bạc hà, rồi nói chung là mùi này thì đối với phái mạnh thì xài rất là tuyệt vời. Và mọi người ơi, trên thị trường hàng giả hàng nhái rất là nhiều, mọi người mua rất là nhiều trên những cái diễn đàn làm đẹp, những cái trang mạng để mà mọi người mua mỹ phẩm. Nhưng mà mọi người phải lựa chọn đúng những cái dòng sản phẩm chính hãng. Thực sự là bên em đang phân phối vào cái dòng sản phẩm này chính ngạch của Mỹ luôn. Mà cái mức giá khi mà em tung ra thì mọi người quá sốc, quá bất ngờ, bởi vì giá rất rẻ. Và trong cái kinh nghiệm làm đẹp của em thì em luôn luôn tìm kiếm những chỗ uy tín nè, những chỗ chất lượng, và kèm theo đó là một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho người sử dụng, thì mình sẽ là mua về vừa tiết kiệm nè, lại vừa an tâm về chất lượng, lại vừa an tâm về sức khỏe của mình. Khi sử dụng bất kỳ một dòng sản phẩm nào lên da, hoặc là uống vào trong cơ thể, hoặc là khi chúng ta mua về mà chúng ta để mà chúng ta làm đẹp cho bản thân mình, ví dụ son môi, má hồng, hoặc là nước uống đẹp da, hoặc là những thành phần như kem body, thì chúng ta rất là sợ bị kích ứng, dị ứng, hay là trong cái vấn đề làm đẹp thì nó sẽ xảy ra những rủi ro khác. Thì mọi người hãy đến với mỹ phẩm Bác Cứng để cùng nhau các chuyên viên làm đẹp, bác sĩ da liễu sẽ hỗ trợ điều trị, tư vấn, cũng như sẽ giúp mọi người giải quyết đi những khó khăn, những cái vấn đề trong làm đẹp mà chúng ta chưa làm được. Mọi người ơi, liên hệ cho em qua Facebook là Trần Thị Alice, hoặc là Facebook Nguyễn Bác Cứng, và cái trang banner chính thức của em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng. Mọi người có thể vào bên trong đó để xem những sản phẩm bên em được đăng tải, cũng như là sẽ tìm hiểu được những cái công dụng của sản phẩm, giá cả như thế nào. Em cam kết khẳng định cho mọi người, chỉ đến với mỹ phẩm Bác Cứng mới thực sự đẹp và tự tin nha. Hãy nhanh tay liên hệ cho em qua những số điện thoại hotline, Zalo, Facebook là 0356605677, hoặc là 0355838057, hoặc là 0773339279 nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay, và kính chúc mọi người có một buổi tối ngon giấc nè. Nhớ đến mỹ phẩm Bác Cứng nha.